Chuỗi World Tour của Blackpink hiện đã trải qua hơn 2/3 chặng đường. Dừng chân tại Tokyo, Nhật Bản, nhóm nữ nhà YG chiêu đãi người hâm mộ buổi tiệc âm nhạc hoành tráng. Bên cạnh các ca khúc đình đám của nhóm, bốn mỹ nhân còn khiến fan xuýt xoa trước loạt outfit mới. Trong concert tại Tokyo, Nhật Bản, màn biểu diễn solo của Jisoo được khán giả chào đón nồng nhiệt khi lần đầu tiên diễn live ca khúc Flower. Chính vì thế, cô nàng cũng được đầu tư trang phục kỹ lưỡng. Ở đêm diễn đầu tiên, Jisoo diễn chiếc váy theo tông đỏ rực cùng loạt phụ kiện đồng điệu. Sang đêm diễn thứ hai, mỹ nhân nhà YG diễn chiếc váy hồng trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Versace. Trong hai đêm diễn tại Nhật Bản, Jennie khiến fan xao xuyến trước vẻ ngoài đáng yêu. Trên sân khấu solo You and Me, main rapper Blackpink vẫn ưu ái những bộ cánh theo concept ballad. Trong đó thì chiếc áo nữ idol mặc trong đêm diễn đầu tiên đã nhanh chóng giúp thương hiệu này cháy hàng trên hệ thống web. Sang đêm diễn thứ hai thì Jennie đáng yêu hơn với outfit kín đáo. Trong concert tại Nhật Bản, Rosé xuất hiện với vẻ ngoài cuốn hút khi nhuộm tóc màu hồng cam cực cháy, sở hữu những ca khúc solo nhẹ nhàng. Bông hồng xứ Úc thường xuyên đưa stylist chuẩn bị những bộ váy ngắn ôm sát body, tôn vóc dáng mảnh khảnh. Song nhiều fan cũng nhận ra outfit của giọng ca On The Round luôn đắt sắt ra miếng. Rosé khiến fan đứng ngồi không yên khi đổi màu tóc hồng cam. Bông hồng xứ Úc gây ấn tượng khi trình diễn nhiệt huyết trên sân khấu. Bên cạnh Rosé thì Lisa cũng là thành viên đổi màu tóc sang tông nâu trầm, đồng thời mỹ nhân gốc Thái Lan cũng khiến fan phấn khích trước loạt trang phục mới được thiết kế táo bạo. Đồng thời, stylist của Blackpink lần nữa tiết kiệm tiền cho YG khi để em út Blackpink mặc lại áo cũ trong concert cao hùng. Song thay vì kết hợp nguyên bản, stylist đã cắt áo ngắn hơn và phối với một chiếc quần tông đỏ, giúp Lisa bớt hớ hênh và trình diễn cực cháy trên sân khấu. Khép lại hai đêm diễn tại Tokyo Dome, Nhật Bản, concert Blackpink ghi nhận hơn 110.000 người tham dự. Điều này phần nào chứng minh được sự nổi tiếng mạnh mẽ của nhóm nữ nhà YG tại đất nước mặt trời mọc. Bên cạnh âm nhạc chất lượng, Blackpink luôn biết cách chiều lòng fan với loạt outfit bắt mắt, song đôi khi trang phục táo bạo quá mức lại vô tình khiến họ gặp rắc rối. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng Top Sao Hàn. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn like và subscribe. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ đến những người thân yêu của mình. Nếu như các bạn đang có những ý kiến đóng góp, hãy để lại xuống comment phía bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.